làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Phải hiểu em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Thank you.
đây nè. Quay quay. Tăng chủ kính cho các cụ lão hai giới
cùng toàn thể nhân dân, bà con, thân gia, bạn bè, gần xa, bà con lối xóm, cùng bạn bè thân hữu với gia đình tang chủ. Hôm nay, đội tư lệnh Xuân Tân Mai nhận được tin vô cùng thương tiếc, đặc biệt cụ Nguyễn Thiết Giác, sinh năm 1927. Nguyên xã đội trưởng xã đội xã Hương Sơn, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hương Sơn, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các con cháu nội ngoại gia đình, nội tộc, ngoại tộc vô cùng bỏ công chăm sóc cụ, cùng tập thể y bác sĩ chăm sóc cụ, nhưng do tuổi cao bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 16 giờ ngày 25 phút ngày 25 phút ngày 16 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2016, tức ngày 27 tháng 11 Bình Thân, cụ hưởng thọ 90 tuổi. Hôm nay tập thể đội tư lệnh chúng tôi được tin cục về để chia buồn cùng gia đình tác quyến, chia buồn cùng gia đình tác chủ, cùng nội ngoại tộc bạn bè thân bằng tố hữu. Vâng, đau xót này thật là lớn lao, tổn thất này thật là vô hạn. Đội tư lệnh chúng tôi không biết nói gì hơn. Rất là phút chia này, đội tư lệnh chúng tôi chỉ biết và hiểu rằng cụ tức bằng rằng là con người sinh ly từ việc sinh có họa, tử bất kỳ, sinh ra tạo hóa sai vần, ai ai cũng chỉ một lần mà thôi. Vâng, cụ Giác ơi, đội tư lệnh Xuân Tân Mai vô cùng đau đớn và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Rất mong với cụ, đội tư lệnh riêng chúng tôi nói riêng và toàn thể các ban ngành đoàn thể có cơ sở Xuân Tân Mai nói chung rất đau xót và tiễn đưa cụ. Mong cụ đại xá cho chúng tôi còn những điều gì lỗi lầm với biệt cụ. Kính chúc cụ về nơi an nghỉ cuối cùng lần quy tiến chào Phật xin vĩnh biệt cụ. Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên, đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời.
dõi đường con bước. Cha ơi, mãi không quên tình cha. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó. Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa những ngày thơ. Thank you.